Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin chủ nhật ngày Noel đây, 24 tháng 12 năm 2023. Chúc tất cả quý vị có một cái mùa Noel, tức là có cái ngày Noel nó vui vẻ cùng với người thân, có thể là ở nhà, có thể ra ngoài đường. Thì tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình, chắc là lớp trẻ ra đường thôi chứ cũng chả có ai ra đường đâu. Mà tôi nghĩ ngoài Hà Nội, phía Bắc thì chắc là lạnh lắm. Trong này thì nó cũng không có lạnh lắm các bạn nhé, tôi có thể là vẫn có thể cởi trần cũng được, nói chung là cũng lạnh lạnh nhưng mà nó thú vị chứ không phải là lạnh ngắt như hôm qua thì rất là lạnh các bạn. Thì tối hôm qua chúng ta đã nghiên cứu về cái bản đồ về cái kênh Phù Nam. Đấy. Thì các bạn có thể là bình luận thật nhiều vào để cho nó đẩy các cái tin này ra khỏi, khi mà người ta đánh vào Google, người ta gõ Phù Nam thì kiểu gì nó cũng sẽ ra các cái thông tin của chúng ta. Đấy, tất nhiên là cũng hy vọng các cái kênh khác hoặc là các cái truyền thông của đất nước, của chính quyền, chính phủ Việt Nam cũng nên có những cái nhận định và những cái đánh giá cũng như là cái phản đối hoặc là những cái gọi là hợp tác xây dựng vân vân để cho các cái vấn đề này nó không xảy ra. Còn nếu mà nó bắt đầu thì có thể chúng ta phải can thiệp. Đấy, bởi vì có nhiều bạn thì nói rằng là người của đất nước người ta làm gì thì làm, cái này không được các bạn nha. Làm cái đập ấy, nhiều khi làm nhiều đập quá thì cũng phản đối được, chứ không phải là không phản đối được nha. Chứ còn nếu mà anh bẻ cái dòng, tức là nó đã tự nhiên, nó thiên nhiên, nó sinh ra như vậy, nhưng mà anh lại không cho cái tự nhiên thì nó là không được. Tôi nói ví dụ như giết ruồi, giết muỗi hoặc là giết rán, giết gì mà giết kiến đi chăng nữa là người ta nói là sẽ mất cân bằng sinh thái. Huống hồ chỉ là một cái sông, nó là một cái tự nhiên. Đấy, nó từ trên núi nó chảy xuống suối thì vào sông, sông thì vào sông lớn rồi đổ ra biển. Thì bây giờ lại không cho đổ ra biển mà lại bẻ sang nó đổ sang một cái hướng khác thì nó sẽ ảnh hưởng. Đấy. Chứ không phải là hai cái nhà tranh vách đất với nhau mà sát nhau thì bảo nhà tôi có quyền đốt là không được. Nó sẽ ảnh hưởng cái nhà bên cạnh, nó cháy luôn cái nhà bên cạnh. Đấy. Cho nên là cái vấn đề này có nhiều bạn là đại tuyệt đại động bộ phận ấy, là chúng ta nói rất chính xác là nó cái này là không nên, không được và cần phải xem lại, cần phải phản đối, cần phải điều chỉnh vân vân, nhưng mà cũng trên cái tinh thần là hợp tác, là hữu nghị, là láng giềng tốt với nhau thì tất cả những cái ví dụ như anh trong gia đình thôi, người sai thì có thể là người ta phải sửa. Đấy. Chứ còn nếu mà không sửa thì lúc đấy nó phải là vấn đề khác. Còn nếu nó ảnh hưởng đến cái mưu sinh của hàng chục triệu dân, đấy, ảnh hưởng đến một cái kinh tế của một quốc gia, nó ảnh hưởng đến một cái ngành nông nghiệp của một quốc gia, rồi nó ảnh hưởng đến cái thủy sản, đấy, rồi cây trồng, rồi tất tật tật mọi thứ, thậm chí là không sử dụng được cái đất đấy, nó không có nước, đấy, không có nước về, nó cạn thì nó lại thậm chí nó lại còn mất cái đất đấy vì xâm nhập mặn vào nữa, là cũng chả canh tác được các cái khu vực đó. Tức là không chỉ là coi như là thiệt hại mà coi như là có thể là mất luôn. Đấy. Cái này chúng ta thấy khá rõ. Thì tôi cũng không phải là dân miền Tây, nhưng mà tôi thấy là những cái mỗi lần mà lũ về là chúng ta thấy là nó mang cái lượng phù sa, sau đó là đồng bằng nó phù sa, tức là tất cả các cái chất đất thôi, các cái nguyên tố hóa học, các cái khoáng sản chạy từ tất cả trên núi nọ kia nó xuống, thì đó là cái khoáng sản đấy, thì nó chính là cái các nguyên tố hóa học, tức là nó một dạng phân bón tự nhiên rất là tốt. Thì bây giờ mất cái phần đấy thì là rõ ràng nó sẽ không tốt. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái nguồn lợi về thủy sản, hải sản, các cái tỉnh ở phía trong không có biển thì rõ ràng là những cái nguồn lợi thủy sản từ cái sông ngòi rất là quan trọng. Đấy, tôi thấy là có mùa cá linh cá đồ gì đấy là người ta rất phấn khởi, nhưng mà bây giờ cái cá linh cá liếc bây giờ nó cũng bắt đầu ít dần. Đấy. Rồi chưa nói là các cái vấn đề đây là nó lớn hơn đấy, là vấn đề dân tộc, vấn đề là chủ quyền, vấn đề là tiếng nói của quốc gia. Đấy. Cái vấn đề láng giềng, mà trong khi đó Campuchia với chúng ta thì hơn ai hết là họ hiểu cái vấn đề này. Việt Nam gần như hồi sinh lại cái dân tộc Campuchia. Chứ đừng có nói hồi xưa là Khmer Đại Đế hay là những là Trung Hoa cổ đại hay là Việt cổ đại. Bây giờ thậm chí nếu mà nói ra thì bên Trung Quốc là đất Việt Nam hồi xưa là phía mà phía Bắc của Việt Nam là phía Nam của Trung Quốc, chính là đất của Việt Nam ngày xưa. Thì bây giờ chúng ta không thể nói như vậy, những cái thì bây giờ chúng ta đã chấp nhận được với nhau, cắm móc được với nhau thì chúng ta cứ cố gắng để mà vui vẻ với nhau. Có thể là anh thiệt một tí, tôi thiệt một tí, nhưng mà nếu mà làm cho tôi thiệt hại lớn hoặc là thậm chí nó làm tê liệt cả một ngành, tê liệt cả một cái vùng thì cái đấy là không thể chấp nhận được. Đây chúng ta bây giờ
chúng ta không 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 có một cái gọi là xin lỗi là ân nhân gì từ Campuchia hết. Chúng ta chỉ cần họ là vui vẻ láng giềng tốt sống với nhau tràn hòa thế là được rồi, chứ đừng có qua bên này là chiếm đất, đừng có qua bên này coi như là sát hại dân như ở Ba Chúc 3.000 người đấy, trong một ngày đấy. Đừng có coi như là đừng có nghĩ ngợi gì về những cái là hồi xưa cách đây là coi như mười mấy thế kỷ, từ hồi sau công nguyên trước công nguyên gì lằng nhằng về cái các cái lịch sử đấy, thì bây giờ thì có đảo lộn lại thế giới đấy, cái đấy là coi như là tất cả đều phải thay đổi hết đấy, thì cái này không được. Đấy, thì cho nên là chúng ta là bây giờ hồi xưa là bây giờ nói thế thì Campuchia nó sẽ lấy hết Lào, lấy hết Nam Việt Nam, lấy cả Thái Lan, thậm chí cả Miến Điện, vân vân và vân vân, quay lại cái thời kỳ mà thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, thì cái đấy là không thể được. Bây giờ đã vui vẻ chấp nhận nhau rồi và đập thậm chí là Việt Nam là ân nhân của Campuchia, của những người Khmer vô tội là chết hàng triệu người dưới bàn tay của chính dân tộc mình. Đấy, tức là người Campuchia giết người Khmer. Đấy, và dưới sự cái xúi dục và cái gọi là đứng hậu thuẫn của chúng ta là biết rồi. Đấy, thì hồi đấy là Pol Pot thì qua bên Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông rồi gặp Đặng Tiểu Bình rồi gặp rất nhiều cái quan vị bên đó, thì chúng ta cũng không quét sâu vào những cái gọi là những cái thâm thù của cái biên giới phía Bắc hoặc là biên giới Tây Nam, đó là những cái vết đau của dân tộc Việt Nam. Đấy, nhưng mà từ cái nỗi đau đó thì chúng ta không có nghĩa là chúng ta tiếp tục là làm cho người dân Campuchia là người Khmer đau khổ thêm nữa, mà chúng ta đã qua giải phóng họ, hồi sinh họ, và bây giờ họ ngày càng phát triển và ngày càng lớn mạnh, thế là điều rất tốt. Nhưng anh đừng không phải là anh lớn mạnh, anh phát triển, thế là anh lại bắt đầu coi thường cái người mà đã giúp anh. Mà một cái người giúp anh bây giờ nó vẫn là nó phát triển hơn, nó mạnh hơn, nó giàu hơn, nó đông hơn, và lại còn là ân nhân nữa. Hơn ai hết, bây giờ chúng ta không thể dùng quân đội qua, chúng ta sẽ đàn áp như vậy được. Cái này rất khó. Cho nên là cái này là cái không nên, chứ không phải là cái khó các bạn nhé. Còn bất khả kháng thì lúc đấy là chúng ta với phải cái dùng với sức mạnh. Như trước đây thì chúng ta biết rằng là coi như là khi mà Bùn Bốt, Yên Sari, các cái lực lượng đấy nó tấn công toàn tuyến Việt Nam từ coi như là đến Công Tum, Gia Lai này xuống toàn tuyến là 19 cái sư đoàn là đánh qua, coi như định chiếm luôn các bạn Việt Nam, Nam Việt Nam. Thì lúc đấy là chúng ta là một cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến bắt buộc, là chúng ta buộc thứ nhất là phải bảo vệ Tổ quốc, biên cương của Tổ quốc. Cái thứ hai là coi như là đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, mà nếu tiếp tục nó đánh thì lúc đấy là ta đánh luôn, bởi vì là cái sức mạnh này là sức mạnh của chính nghĩa. Cứu cái dân tộc Campuchia khỏi nạn diệt chủng luôn, mà chúng ta đánh bật ra coi như qua biên giới Thái Lan, Bát Tam Bang. Hồi đó Bát Tam Bang là nó là cái hang ổ, tức là cái nơi trú ngụ của tàn quân Pol Pot, Yên Sari, và được hậu thuẫn của Thái Lan và các cái nước ngoài, kể cả Trung Quốc, kể cả Mỹ, để miễn làm sao là coi như là Mỹ thì hồi đấy là ủng hộ Khmer Đỏ này. Khmer Đỏ tức là cộng sản các bạn, chính là cộng sản của Trung Quốc, của Campuchia, nó là đỏ mà. Đấy thì là Trung Quốc, Mỹ thì vẫn còn đang cay cú sau cái năm 75. Đấy, thì đến 77-78 thì bắt đầu, năm 75 bắt đầu đã chọc chọc vào Việt Nam rồi, đến 75-76-77 đến là cao điểm, đến năm 78 là coi như bắt đầu họ đòi tấn công Việt Nam, thì lúc đấy Việt Nam với buộc phải đứng lên để mà đẩy họ qua. Trong khi đó nếu mà trong thời gian đó nếu mà đẩy được là chúng ta sẽ đẩy tới Miến Điện luôn các bạn nhé. Thái Lan hồi đấy mà ra mặt đấy là chúng ta có thể đẩy tới Miến Điện, nhưng Việt Nam cái gì làm việc thì nó cũng có chừng có mực thôi, nó có hợp lý thôi. Đánh đổ cái chế độ diệt chủng này và xây dựng và cùng nhau đóng góp xây dựng một cái chính phủ Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Lúc đấy là do ông Hinh Somrin và hồi đấy là ông Pen Suvan, nhưng Pen Suvan vì sao là gián điệp của Trung Quốc thì sau đó bị bắt 7 năm. Rồi về sau này ông Hun Sen trong cái thời kỳ của Pol Pot đó thì đã vượt biên qua Việt Nam để mà nhờ quân đội Việt Nam qua giúp. Thì cái sự kiện Phù Nam này thì nó xảy ra vào cái lúc mà ông này mới chấp chính, ông con của Hun Sen mới chấp chính, thì có thể nó cũng là một cái kịch bản của Hun Sen chứ phải không? Bởi vì ông ấy là được Việt Nam cứu, ông là có như coi Việt Nam là ân nhân, có thể là không phải là ông chủ của Hun Sen nhưng mà nó là ân nhân. Mà bây giờ tự nhiên là cuối đời, cuối cái sự nghiệp chính trị, ông lại làm cái này thì thành ra nó hoen ố cả một cái quá trình của ông. Cho nên đến khi mà cho thằng con lên, cứ cho là gọi là trẻ trâu, hoặc là ngựa non háo đá, hoặc là có thể là tầm hiểu biết về cái mặt chính trị, về mặt lịch sử, về mặt văn hóa nó chưa đầy đủ, thì có thể người ta làm cái này. Nhưng rõ ràng có thể là cha con đã bàn nhau, hoặc là Trung Quốc, hoặc là vân vân, chính quyền với nhau thế nào đó. Thế là bây giờ là tung cái dự án này ra là hợp lý nhất. Đấy, cho nhiều khi là nó là trong kế hoạch ấy các bạn,
Đấy, chính vì thế cho nên là chúng ta hết sức bình tĩnh. Đấy, nếu mà coi như ngựa đon háo đá, nếu mà là trẻ trâu, nếu mà coi như còn chưa suy nghĩ thấu đáo, còn chưa biết là người Việt Nam là thế nọ thế kia, thì ông này thì rõ ràng ông sinh ra, nếu mà năm 77 thì bây giờ chúng ta biết bao nhiêu tuổi rồi, 40 mấy tuổi rồi, ông này lúc đấy đã sinh ra đâu, năm 78 79 lúc mà chúng ta qua giải phóng thì đã sinh ra đâu mà biết. Đấy, cho nên là chúng ta nghĩ rằng là cái này cũng hết sức bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là chúng ta chậm trễ, không có nghĩa là chúng ta ngồi im, và không có nghĩa rằng là có một số cái luận điệu, một số cá nhân thì nói rằng là của người ta có quyền làm gì thì làm, vân vân, là không có đúng, hoặc là hiểu sai các cái vấn đề này. Có bạn này còn comment là đây là chi lưu, đây người ta đang nói phân lưu và phụ lưu thì lại tự nói chi lưu, và đây là cái gì, mà hôm qua tôi đã phân tích về chi lưu rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn mà giỏi địa lý hơn tôi, cái bạn nào đó một hai bạn thôi, nếu mà giỏi thì các bạn phải đấu tố với tôi luôn. Đấy, bình luận coi như sòng phẳng luôn để mà tranh luận cho nó ra. Chi lưu là cái gì, phân lưu là cái gì, phụ lưu là cái gì, hạ lưu là cái gì, thượng lưu là cái gì, gọi là lưu vực là cái gì, các bạn phải cho chuẩn nhá. Các công ước quốc tế như thế nào thì tôi sẽ vân vân, về cái sông Mekong, về cái sông ngòi trên thế giới, về các nguồn nước. Tôi nói là cái chỗ hôm qua tôi cũng nói là cái chỗ sông Jordan này thế này, sau này cái sông Jordan này là Israel đang muốn lấy cái bờ Tây để coi như thống soái cái sông Jordan, mà đã Jordan tức là Jordani rồi. Đấy, nhưng mà họ cũng đang muốn làm như vậy. Hoặc là hôm trước là chúng tôi đã nói cái chỗ khu vực đây Dominicana và Hawaii, Haiti. Đấy, thì chúng ta biết đây là Haiti này, đây là có một con sông, nó nằm ngay biên giới, đây là con sông nằm ngay biên giới các bạn nhé. Đấy, tôi nói các bạn để cho tôi nói một tí, chứ nhiều khi là các bạn cứ bảo muốn vào đánh nhau ngay ở Ukraine, cái đấy chuyện nhỏ, cái chuyện này với chuyện lớn. Đây ví dụ đây là cái ranh giới của hai nước, đây là bên này là Haiti, còn bên này là Dominicana. Dominicana thì to hơn, mạnh hơn, giàu hơn, Haiti đói kém, nói hơn, nói chung chạy thì nhất thế giới thôi. Đấy, có cái ông này ông là điền kinh là rất, thế thì bây giờ ông là coi như là bẻ một cái sông. Đấy, bẻ cái sông thế độ nó là cái sông nó chia đôi mà, tức là chia đôi, anh bẻ nó chạy sang, tôi nói ví dụ ông Dominicana mà ông bẻ sang bên này ấy, thì nó là cũng được rồi, mà trong khi đó ông này là ông lại bẻ sang bên này thì không được rồi, nó không được rồi. Đấy, nó rõ ràng đấy, nó tự nhiên mà bây giờ ông bẻ ra, thế là thí dụ như mai mốt là sau này cái này nó không có nước nữa thì làm sao, tôi nói ví dụ đó. Nhưng mà đây nó còn ranh giới còn được, chứ còn bây giờ nếu mà nó chảy ngang thế này mà ông bẻ sang thế này chẳng hạn ấy, thì coi như bên này nó không có nước thì sao, không được các bạn nhé, cái này là không được. Đấy, đây là cái dòng sông nó chia đôi ra hai bên, nhưng mà của Việt Nam ta thì là chúng ta biết là nó chảy ra thế này, là Campuchia đây thì nó chảy qua thế này, thì bây giờ bảo là bây giờ sẽ không 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 có cái này, hay nói cách khác là rất ít nước mà phải chảy như thế này cơ, thì là không được rồi. Đấy, nó kể cái nước ở trên nó mà chúng ta biết là nó từ trên Trung Quốc là nó xuống thì là toàn là, kể cả Lào nữa, nó toàn là đỉnh cao, còn đây là đồng bằng, mà gọi như đồng bằng gọi như là đồng bằng tức là nó bằng, chứ nó phải cao thì nó phải chảy xuống đồng bằng. Thế bây giờ nó chảy xuống đồng bằng thì ông không cho mà ông lại bẻ sang đi đi một hướng khác thì nó không có được. Đấy, nhiều bạn là coi như là còn phân tích là coi như là thế nọ kiểu, kiểu như biện hộ đấy. Đấy, hoặc là không hiểu đầy đủ, hoặc là hiểu sai, hoặc là hiểu lệch, hoặc là có ý đồ thì mới nói là như thế, là cũng chả sao, là cũng có được các bạn nha. Đấy, nếu mà các bạn nào theo dõi kênh Anh Dũng Vision là các bạn xem lại các cái chỗ nào đấy mà tôi có nói về cái trong cái gọi là chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu đấy. Đấy, nhiều khi nghe có vẻ là nó xa xôi nhưng mà nó là rất là gần. Đấy, nó rất là gần, nó đây là vấn đề quốc tế, nó là công ước quốc tế chứ không phải là anh muốn gì anh làm đâu. Bây giờ cái ông eo biển Bosphor Đắk La Lan của ông Thổ Nhĩ Kỳ cũng thế, bây giờ ông có phải ông muốn mà được đâu các bạn. Đây cái đây là cái eo biển này. Đấy. Đấy, cái eo biển này chúng ta biết rồi, thì nó là tự nhiên, bây giờ ông đóng lại thế là coi như là mấy ông trong này chết à, không được. Đấy, nó không được, nó là mấy ông trong này ông đóng lại đây là không được, thì rõ ràng thì cái biển này là thành là cái hồ. Đấy, đúng không? Đấy, cho nên là cái này nó có cái công ước Montreux, nó phải có công ước quốc tế cả chứ, mà tôi muốn là đây là đất của tôi đóng vào tôi đóng ra là được. Đây là nó là tự nhiên, ông còn chưa được phép nhé, chứ còn huống hồ bây giờ lại ông đào ra một cái thí dụ như ông đào ra một cái này, ông đào ra một cái khác như thế này nữa thì lại càng không được này. Ông đào ra xong ông muốn làm gì ông làm, từ bên này sang bên này là làm gì là cũng được, còn huống hồ đây nó là tự nhiên, đây là cái eo biển tự nhiên, còn chúng ta đang nói về cái gọi là cái sông tự nhiên, cái sông ngòi, cái núi, ai mà nặn ra được cái núi, ai mà vẽ được con sông,
anh chỉ có thể anh đào thôi. Thế bây giờ anh đào ra một cái là nó bẻ dòng bẻ nhánh là chúng ta biết rồi, nếu mà nó không phải tự nhiên nó sẽ bị phá. Một con sông tức là bên bồi bên lở, nếu mà anh bẻ dòng bẻ nắm thì coi như nó sẽ là nó lở là lung tung, lở loét lung tung hết, nó sẽ sinh ra đủ thứ chuyện. Còn đồng ý là trong khi trường hợp nếu mà Campuchia làm đấy, Campuchia mà làm ấy thì rõ ràng là sẽ có lợi cho Campuchia, rõ ràng là lợi cho Campuchia thôi. Còn chúng ta biết rồi, tôi đã phân tích là hôm qua mà trong cái bản đồ của thế giới luôn, chứ đâu có phải tôi nghĩ ra cái trò đó đâu. Ví dụ cái sông này tôi vẽ đơn giản, vẽ thẳng xuống này, đây, xuống đây thì là bắt đầu là nó sẽ có một cái là đi sang ông Tiền, sông Tiền đi sang sông Hậu, và một cái là nó vào cái sông Tông Lê Sáp và cái biển Hồ. Và cái biển Hồ thì chúng ta biết là lúc mà nước lũ về thì nó vào, còn lúc mà nước mà ngoài này nó cạn quá thì bắt đầu nước lại ra. Thì riêng cái phân lưu này ấy, là coi như cứ cho là số 2 đi. Đấy, đây là phân lưu chính là số 1, từ sông Mekong từ phía Bắc xuống phía Nam. Đấy, từ thượng nguồn xuống là Mekong thượng. Đây là số 4 là Mekong hạ. Số 3, số 4 thì tôi cứ đại khái như vậy đi. 3 hay 4 tôi nhầm sao nào? 3 hay 4. Thì còn cái đây là Ba Sắc. Đấy, đây biên giới Việt Nam. Đấy. Thì bây giờ ông ở đây, bây giờ ông bảo ông bẻ ra đây thì ông bảo là coi như tôi nói tùm lum tà la ra được, thì coi như ông này là sẽ không có. Mà từ ngày làm Trung Quốc làm thủy điện ở trên đấy là dưới này đã bắt đầu nước, là thứ nhất là về muộn, thứ hai là hết sớm. Cái thứ ba lúc không cần nước thì ông xả thủy điện trên đấy ra là lũ lụt luôn. Tức là biến đổi khí hậu của tự nhiên phải chịu rồi. Mà cái biến đổi từ khí hậu đấy là cũng cho các ông giàu, các ông lớn, các ông phát triển mạnh quá thì bây giờ nó carbon nó thả ra phả nó nhiều thì cũng ảnh hưởng khí hậu, cũng đã là vì của các ông rồi. Rồi đến bây giờ với cái này nó cũng lại của các ông nữa, thì đủ thứ của các ông nữa thì làm sao được. Đấy, còn bây giờ cái Biển Đông này bây giờ còn bỏ túi nữa thì làm sao được Việt Nam. Thế rồi bây giờ ông Lào này bây giờ bắt đầu Nga rồi bắt đầu vỡ nợ là chạy sang Việt Nam là coi như là mếu máo rồi. Đã hỗ trợ cho rồi, nhưng mà ngu dại một lần thôi chứ ngu dại hoài là không được. May mà chúng ta có xương sống này là cái Trường Sơn, chứ còn dưới này làm gì có Trường Sơn nữa. Thì dưới này là đồng bằng, mà đồng bằng là chơi theo kiểu đồng bằng này thì rõ ràng chúng ta là bất lợi quá, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ cái gì nó cũng là thứ nhất đấy là tình nghĩa anh em. Cái thứ hai tôi là ân nhân nữa, chúng tôi không có kể công nhưng mà tự hiểu lấy. Cái thứ ba là phải láng giềng với nhau, thì nó bây giờ cái nhà bên cạnh mình suốt ngày nó cứ ném đá sang nhà bên cạnh thì làm sao mà sống nhau được các bạn. Đấy, thì có đĩa xôi thì mang qua bên này, có đĩa trà chén trà thì mang sang, ví dụ thế thì nó vui vẻ. Chứ còn bây giờ ngày nào mày ném đá qua tao rồi bắt đầu tao chửi mày mấy câu rồi bắt đầu là đến khi mà đánh nhau nữa. Đấy, từ những cái chuyện như thế thì cái này nó đang thôi tai thì chúng ta phải có tiếng nói các bạn nha. Đang phôi tài chúng ta phải có tiếng nói. Có một số thì chúng ta biết rồi, nó làm vấn đề nó không phải chỉ là vấn đề thủy điện, không phải là vấn đề là coi như là vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, nhưng mà lúc đấy là hai bên nó phát triển, nó không nói thôi, cái chuyện đấy của các ông. Nếu mà ông làm nó không liên quan tôi thì ông làm sao mà nó hai bên phát triển cái việc của ông. Nhưng mà nếu mà bên tôi mà bị thất thu và có thể nói là nó liên quan hàng chục triệu người ở đây đồng bằng sông Cửu Long thì không được. Anh đang phản đối với tự nhiên. Tự nhiên nó sinh ra con kiến không phải là để anh giết, nó sinh ra là con voi để mà coi như là anh giết. Đấy, nó là cân bằng sinh thái nữa, môi trường sống rồi vân vân đủ thứ. Đấy, cho nên là chúng ta nói là cái này là không có được. Rồi trong khi đó là khi mà ai mà bảo là bây giờ ông đào canh nào đấy ông không dùng cho thủy lợi, mà dùng cho thủy lợi tức là gì, là anh dùng nguồn nước. Thì bảo không, tôi chỉ cho để cho tàu bè tôi đi lại, chứ còn tôi tuyệt đối tôi không có lúc đấy là bẻ nhánh nọ bẻ nhánh kia, coi như là để mà cái đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng của sông Mekong của bên Campuchia là coi như là bát ngát phù sa. Đấy, bẻ nhánh chúng tôi thì đương nhiên là dưới này chúng ta bảo là thượng điền tích nước thì hạ điền khan, thì chúng ta đã biết rồi. Thì cái ông này cho nên là Việt Nam chúng ta, nếu mà tất cả các cái nước mà sông Mekong mà đều làm thủy điện hết thì rõ ràng là Campuchia và Việt Nam sẽ ảnh hưởng. Nhưng nếu mà bẻ cái dòng Ba Sắc, bẻ các cái gọi là phân lưu của sông Mekong thì ông cuối cùng này, ông hạ lưu này là coi như lãnh đủ luôn. Cái điều này không thể chấp nhận được. Như chúng ta đã nói rồi, ví dụ như ở Việt Nam Hải Phòng đây này. Thế bây giờ cứ bảo là ông bẻ cái sông nào, bẻ cái sông kia để mà coi như là để mà đi từ Hà Nội đi ra ngoài Hải Phòng bằng tàu thủy, không được. Anh phải đi bằng đường số 5. Anh phải đi bằng đường bộ, anh phải vận chuyển ra đấy rồi anh đi tàu đi bè ra biển thì anh đi. Chứ còn bây giờ anh không thể lý sự như vậy được, để mà coi như anh bẻ ra coi như để mà giao thông đường thủy. Giao thông đường thủy cũng mặc kệ anh, nhưng mà đừng có ảnh hưởng đến tôi.
Tôi xin phép và các bạn là tôi cũng nói thêm về cái chỗ mà cái bài tập 680 mấy đấy các bạn nha. Các bạn nào mà chưa xem, các bạn xem lại cái kênh đó, cái tập đó. Chúng ta quay trở lại mặt trận Ukraine. Ukraine hiện nay là chúng ta biết là Kiev là dân bắt đầu xuống đường rồi, nhưng mà nó không xuống rầm rộ, nó không xuống nhiều, nhưng mà rõ ràng bắt đầu là người ta đã thức tỉnh. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ em là người ta xuống đường. Bởi vì theo một con số vừa rồi là người ta công bố là trước khi mà có chiến tranh thì là bên Ukraine nó khoảng 40 triệu, hơn 40 triệu dân. Nhưng theo cái thống kê hôm hình như hôm 20 thì phải, 20 hay 23 gì đấy, mới đó, nói chung mới kít, thì chỉ trên dưới 20 triệu dân. Như vậy là mất một nửa. Hầu hết là di cư, di tản, chiến tranh, hoặc là bị thương, hoặc là vân vân. Nói chung là liên quan đến chiến tranh. Bây giờ chỉ còn một nửa thôi. Và bây giờ phụ nữ là người ta ra, người ta các cái biểu ngữ, nếu các bạn nào hiểu tiếng Ukraine, các bạn có thể đọc và dịch được, là người ta nói là hãy trả lại ông nội, ông ngoại, cha, chồng, anh, em và bạn bè, người yêu của chúng tôi đây. Hãy trả lại cho chúng tôi ông nội, ông ngoại, cha, chồng, anh, trai, em trai, bạn bè trai và người yêu trai của chúng tôi, trả lại cho chúng tôi. Chứ không thể như thế này được. Mà người ta, nếu mà người ta không kiên quyết như thế này ấy, thì sẽ mất hết những người đàn ông. Đấy, mất hết những người đàn ông. Thì còn đàn bà không thì là làm sao? Đấy, làm sao mà xây dựng nòi giống được? Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các cái lực lượng mà ở bên ngoài này là để bảo là kéo về để mà chiến đấu. Thì chắc chắn chúng ta thấy là cái kế hoạch này nó viễn vông. Đấy, rất là viễn vông. Bởi sao? Thứ nhất đấy là người ta đã trốn nước, người ta đi rồi. Đấy, là một. Là bây giờ mà quay trở về mà ở nhà đây bắt bớ còn khó, mà bây giờ bảo là bắt cái người ở ngoài thì nó sẽ khó hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở ngoài này dù sao nó ăn sung mặc sướng, nó không nghe tiếng súng đánh đạn, nó có thể nó có cơ hội. Chứ về nhà là anh phải có một vé, là vé đi và không bao giờ trở lại. Rõ ràng thôi. Và nếu trở lại thì có thể là anh không còn mắt. Đấy, hoặc là anh bị tâm thần, hoặc là mất chân, mất tay, hoặc là bỏ mạng. Đấy. Thậm chí mà mạng mà còn có xác thì còn được, mà mất xác. Đấy, cái chuyện đấy chiến tranh là đương nhiên rồi. Thì không ai mà nó đang ở Đức, ở Paris, tôi nói dùng từ những nơi ở Milan, Roma, Warsawa, Praha mà bây giờ để mà về để chui ra chiến hào mà biết là một đi không trở lại. Cho nên cái việc vấn đề mà ở đây mà bắt về rất khó, nó liên quan cái luật pháp của các nước này. Mà hiện nay Đức đã là cái nước bắn phát súng đầu tiên là không cho bất cứ một cái người đàn ông Ukraine nào về nước để đi vào, tức là về nghĩa vụ quân sự. Chứ ông về ông họp hay ông hành gì đấy thì tôi không biết, là ông làm trò gì không biết, nhưng về đi nghĩa vụ quân sự Đức không cho, và các nước khác bắt đầu lên tiếng. Mà thông thường cái Đức này mà nó đã nói như vậy, được gọi là đầu tàu, tức là gương mẫu nhất trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho Ukraine mà nói như vậy thì các nước khác nó sẽ nói theo các bạn nhé. Mà nếu mà có bắt bớ đi chẳng nữa cũng rất khó, cũng không thể nào mà đạt được cái số 500 triệu, 500 ngàn, nửa triệu quân để mà ra chiếm với Nga. Mà có nửa triệu quân này thì cũng không giống như nửa triệu quân của cái hồi tháng 2 năm 2022. Nó khác hẳn hoàn toàn. Thậm chí những người lính hiện nay đang ngoài mặt trận, người ta cũng không muốn chiến đấu. Có tất nhiên không phải tất cả, cũng có những người là cầm súng chiến đấu. Cho nên một số người mà có comment nói là giống như Việt Nam ta là bây giờ phụ nữ đấy gì, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nó khác nhau hoàn toàn. Tôi hôm trước tôi đã phân tích rồi, Việt Nam chúng ta nó khác hoàn toàn ở đây. Đây là bắt bớ, người ta đang đi ngoài đường bắt, cho chó vào trong nhà sục nghe có mùi người không, có mùi đàn ông không, bắt lôi kéo tất cả là ra, từ người già đến người trẻ, thậm chí bây giờ đến phụ nữ, là bắt buộc chứ không phải là coi như là người ta tự giác, người ta cứu nước vệ quốc. Cho nên là những cái tư tưởng đấy là đừng có nói với kênh của chúng ta các bạn nhé, các bạn phản bác giùm tôi cái, chứ tôi không có thời gian để trả lời những một số hai cái trường hợp đó đâu. Ở Việt Nam ta là chúng ta biết rồi, phụ nữ là coi như thanh niên xung phong, phụ nữ ra bộ đội, thậm chí là coi như nếu không ra được chiến trường thì người ta cũng là văn công, người ta cũng hậu phương, người ta cũng có những cái phục vụ, hoặc là trong các nhà máy xí nghiệp quốc phòng. Hoặc là thậm chí là coi như những người đàn ông của Việt Nam chúng ta từ đó, kể cả tôi luôn, không đủ cân, không đủ ký. Hồi đấy làm gì mà được 45 kg các bạn. Hồi đấy tôi cũng như người ta, tôi cũng bắt trước là tôi cũng lén, tôi cũng cho nửa cục gạch vào trong người để tôi cân.
Thế về sau là người ta phát hiện ra là mình phải xin lỗi, là mình bảo thôi thì mấy lạng mấy ký thì tôi vào trong bộ đội là có cơm có gạo tôi ăn, hồi đấy lương thực ở bên bộ đội là coi như là từ 17 đến 21 ký một tháng các bạn nhé. Hồi chỉ có ăn cơm vào là no thì là nhất rồi. Đấy. Thế là coi như nói mãi mà người ta phải phê bình, tức là người ta cái gì gọi là trao đổi đấy. Xin lỗi các bạn, tôi từ ngữ bây giờ nó nhiều quá cho nên là mình muốn dùng cái từ cho nó chuẩn, cho nên nó hơi bị khúc mắc một tí thôi, chứ còn tôi là dân ngôn ngữ ra mà, chứ không phải là tôi thiếu thiếu từ đâu các bạn. Hay nhiều lúc là tôi hay lúng túng, là nhiều bạn là bắt đầu comment vào một số cái từ là đúng ý tôi đấy, là bởi vì mình nói trước máy này, nhiều khi mình không có, mình lại đang cái tính khí nó đang đang bốc lên, đang bực tức với cái chuyện mà coi như là phù nam nữa, cho nên là chúng ta là có những cái vấn đề nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nói các bạn đấy. Thì là có những người Việt Nam mình là thiếu ký, thậm chí 16 17 tuổi là người ta cũng là có xung phong đi bộ đội. Phụ nữ là như thế, chứ không phải là nó là Campuchia, Ukraine này bây giờ là nó khác, nhưng làm sao mà bảo cũng là vệ quốc, là quân Nga xâm lược ABC. Đấy, cái đấy là bậy các bạn nha. Đấy, một số bạn là thấy là không được. Thì hiện nay là ông Umarov là cái ông mà Bộ trưởng Quốc phòng thì cũng đang huy động ngoại kiều, nhưng mà bây giờ là không ai người ta về cả, không ai muốn về. Là có một số người, là có một số bạn ở nước ngoài là nói là ra được là ra, hoặc là một số người ở vùng sâu vùng xa nông thôn đấy, là bây giờ là gọi điện cho các cái người mà ở cái khu vực mà dễ bị, tức là tổn thương nhất, dễ bị ra mặt trận nhất, nói là cứ nấp về đây 2 3 tháng, cứ về quê về kiếp về vùng sâu vùng xa vùng núi này ở 2 3 tháng. Tại 2 3 tháng tới đây là họ bắt bớ rất nhiều, gần như để mà quyết định là cái vấn đề có được hay không về vấn đề huy động. Đấy, đang nói về nhân lực chứ chưa nói về tiền viện trợ hay là các vũ khí chúng ta không nói. Thì rõ ràng là bây giờ người ta đang cố, người ta trốn được bao nhiêu ra trốn, và bây giờ thậm chí là các cửa khẩu này đi ra ấy, là chúng ta biết là nó cố gắng nó bít bít các cái cửa khẩu, nhưng mà tôi nghĩ là Nga bây giờ cứ mở cửa cho đi, Belarus mở cho họ qua qua rồi thanh lọc sau đấy, cho họ trốn, họ dù sao nó cũng là cứu lấy một người đấy, còn hơn là nó sẽ là một cái người nó bắn vào mình. Còn các cái cửa khẩu mà qua các cái nước ngoài này á, thì thứ nhất đấy là bây giờ là nó cũng ăn hối lộ, cứ qua cửa khẩu 10.000 đô các bạn, cứ qua cửa khẩu 10.000, mà bây giờ người ta đang cũng cũng nô nức, người ta đây tìm cho ra 10.000 bán cửa bán nhà để mà đi và lấy cái mạng sống. Chứ còn nếu mà sau này trong 1 đến 3 tháng tới, tức là ăn Tết xong đấy, tức là Tết Tây xong đấy các bạn, từ bây giờ cho đến Tết Tây là 1 tuần nữa, thì là khoảng 7 đến 10 ngày nữa là đi rất là khó, là đi lúc đấy là người ta ra giá rồi đấy, là 50.000 đô đấy, cho một người đi qua biên giới. Cho nên chúng ta thấy là Ba Lan hay là cái chỗ là sau đó Đức với Ba Lan hay nói chuyện nhau về biên giới, thì các bạn cố gắng là xem, nếu bạn nào mà chưa biết cái chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu ấy, là các bạn sẽ gần như rành luôn cái bản đồ của châu Âu và thế giới luôn các bạn nha. Các bạn cứ một ngày nào tôi cũng 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 lôi ra tôi nói hết, thì cái bạn nào giỏi rồi tôi không nói, nhưng cái bạn nào mà hồi xưa mà không thích cái môn địa lý thì các bạn sẽ giỏi địa lý luôn, vùng miền rồi những sông ngòi rồi núi rồi những là khoáng sản ABC, là từ từ đấy là chúng ta sẽ biết hết. Cho nên cái Đức và Ba Lan này hiện nay là cái cửa khẩu người ta đang thắt chặt, hoặc là Hungary với lại Serbia đây là người ta cũng đang thắt chặt, bởi vì nó đã vào được là nó đi hết cả châu Âu này, là đố mà tìm được, dễ gì tìm được các bạn. Nó gọi là cứ thế là thông hành, là cái đi khắp châu Âu, chứ là ông ngồi ông móc từng người vào cho nó đủ nửa triệu để mà qua đánh ông Nga. Đấy, cho nên là hiện nay cái tình hình đây là rất là khó khăn trong cái vấn đề đó các bạn nha. Thậm chí là bây giờ người ta kể các cái lúc mà tranh giành rồi, những là coi như là bắt bớ ở khu vực biên giới, là coi như là thậm chí là mẹ này hay là vợ này hay là người yêu ấy, là coi như là người ta giằng xé với cái bộ đội biên phòng, tức là cứ cho là bộ đội biên phòng, lính biên phòng, dùng từ đấy cho đúng, lính biên phòng là coi như là cửa khẩu, một là đút tiền vào để cho đi, hai là coi như là người ta giằng để cho cái người đàn ông là thoát. Đấy, cứ vật nhau đánh nhau cho nên làm sao mà cả nhà kéo tới, xong đấy là coi như là cứ giằng xé nhau để có người đàn ông là thoát qua được khỏi biên giới. Đấy, cái tình hình hiện nay ở Ukraine nó là rất là phức tạp, đặc biệt là cái vấn đề biên giới, làm sao cứ thoát được đi đã, còn tất cả là cái phụ nữ đàn bà trẻ em là cứ giằng xé nhau ở đây rồi, hoặc là đánh lạc hướng rồi, hoặc là đút tiền, tức là bằng mọi cách là coi như ra khỏi đất nước. Ê, cho nên là chúng ta không việc gì phải lo, bây giờ Nga cứ tính được phần Nga, còn Ukraine người ta đang tính như vậy đấy. Đấy, thì chúng ta thấy là cái tình hình là rất là khó khăn cho bên Ukraine.
mà bây giờ họ phải nói là bây giờ chúng tôi có đủ người rồi, chúng tôi đang có cái cách để mà có các lực lượng về nhân lực đây rồi, thì chúng tôi chỉ còn thiếu tiền, thiếu vũ khí, thì lúc đấy là cái chuyện khác. Còn những cái người mà người ta bỏ móc túi ra, người ta tiếp tục ném vào cái chỗ này, thì người ta suy nghĩ lại cái chuyện đấy, chuyện người ta, của các nước, của quốc hội, của chính phủ, của các nước, của nhân dân các nước. Thậm chí bây giờ nông dân là lái xe nó cũng ra nó cạn, các bạn biết rồi. Bây giờ chúng ta đến cái chỗ mà Kyrgyzstan. Kyrgyzstan đây thì nói thật với các bạn đây là nó cũng đánh qua đánh lại. Nhưng mà cái lượng mà bắt đầu tiếp tục qua đây á, để mà tạo một chỗ đứng ở đây là gần như là hết các bạn nha. Nó cũng qua, nhưng mà qua để chở thương binh về. Thì hiện nay là cái lượng thương binh và những người coi như là đây thì nó trở về, đương nhiên nó trở về Kherson rồi. Chỗ này nó về Kherson. Thì nó rất là bức bối hiện nay, đối với nó là một gánh nặng của bên Ukraine. Tức là có thể nói là họ có thể đánh đấm được cái gì thì cứ đánh. Như hôm qua chúng ta biết là cả cái khu vực này là gần như là quanh quanh cái khu vực này là chúng ta biết là khu vực sinh quyển đây, sinh thái này, vườn quốc gia gì đây. Thì xung quanh đây nó có những con đường đây. Đấy, thì chúng ta biết là Nga là vừa rồi là bị là UAV nó qua là nó có thể nói nó tiêu diệt, làm cho Nga tổn thất một số cái ở quanh quanh các cái đường mà để mà ra Kyrgyzstan hoặc là để bảo vệ cái vạn biên giới, tức là cái vùng kiểm soát. Thì lâu lâu thì vậy tổn thất vậy thôi, chứ còn nếu mà đánh tại khu vực Kyrgyzstan thì bên Ukraine thất bại có thể nói là gần như là hoàn toàn. Đấy, thì chúng ta nói là đến cuối năm nay là sẽ bứt gấp cái chỗ này. Còn họ bây giờ họ đưa qua đưa lại chẳng qua để mà có cái nói là chúng tôi cũng kiếm được một cái chỗ đứng, một cái lãnh thổ ở bên phía tả ngạn sông cho nó hoành tráng thôi, chứ thực tế là coi như là thiệt hại rất lớn các bạn nha. Còn Nga cũng không phải khờ dại chỉ có lo cái chỗ này. Đấy. Mà Nga là bây giờ đánh khắp nơi, Berislav, Kozakka, rồi Alupka, rồi những Avinka, rồi Tainka, rồi Burunka, rồi những là vân vân, những là cầu Antonov, rồi cái cầu đường sắt, thậm chí cả Kherson. Đánh rất nhiều, coi như đánh tất cả bên này, còn anh em nào qua bên này thịt luôn. Thiệt hại rất lớn các bạn nha. Hiện nay là gần như là qua tàu, qua thuyền, qua để mà chở thương binh về, chở xác về thôi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái chỗ khu vực Robotina thì chúng ta thấy đó, tự nhiên ở đây nó có một cái cụm lên này, Novorossiysk thì nó nằm đây, mà nó đúng ra nó nằm chỗ này đấy các bạn này. Đấy, chỗ này đấy, chúng ta nhìn thấy rõ này. Đây nó chỗ này thì làm công sự rất là ghê gớm các bạn nha. Công sự đảo rất ghê gớm, thì hiện nay Nga cho đảo, cho phát triển vào đây đi, thì xưa nay chúng ta chỉ thấy là suốt ngày cứ đánh nhau các cái khu vực này, đánh nhau các khu vực này hoặc là xuống các cái khu vực dưới này. Thì hiện nay các cái khu vực dưới này thì chúng ta biết là Nga đã gọi là vãn hồi rồi, đã tấn công là coi như không thế nào mà được hết rồi, không vào được, chỉ có xuống mà nghĩa địa xe tăng thôi, cứ góp vào bao nhiêu vào cái bộ vào đây, mà rất nhiều xe là hiện nay là Nga lấy còn nguyên vẹn. Bởi vì là tới cái lần nó đổ xuống là bắt đầu tràn ra khắp nơi rồi, đảo công sự rồi, bắn tỉa đỏ kia, thì cuối cùng là Nga gần như là giải tán cả ba cái đám này. Nhưng mà riêng cái chỗ này, thì hầm hào rất là ghê gớm. Chúng ta biết này, đấy các cái chỗ này. Thì hiện nay là chúng ta thấy này, nó có giống như giao tranh nhưng mà không. Đây là Nga là coi như sau khi mà đã hầm hào xong rồi là Nga đánh sập hai đầu. Tức là anh ở giữa là ăn đủ luôn, khỏi ra. Còn em nào ra là thịt luôn. Tại chúng ta biết là các cái khu vực này UAV của Nga thì nó bay rợp trời đó, rồi không chỗ nào nó cũng thấy hết rồi. Cho nên là hiện nay cái chỗ này là chúng ta thấy là đang đào hầm hào, nhưng mà Nga biết rồi, bởi vì anh không thể phát triển được. Gần như cái toàn bộ cái khu vực này là anh không đi ra đi vào được, thì anh vào anh cứ bỏ vào đây, nhìn súng vào đây cái là rồi bắt đầu đi là đào hầm, là công sự công siết, là làm cái chi. Rồi ai tiếp viện cho? Trong khi đó là em nào mà đi vào đi ra vào chỗ này là chúng ta biết là bị hết. Thì hiện nay cái khu vực Kyrgyzstan nó là như vậy các bạn nha. Nói chung là cái khu vực mà Robotina này thì chúng ta biết rồi, bên kia họ đang làm phòng ngự thì chứ không thể nào mà tiến đánh được đâu. Còn cái chỗ mà Novomikhailovsk này thì hiện nay chúng ta thấy là cái vùng phía này là đang giao tranh. Cái này thì có thể nói là mỗi ngày mỗi khác. Hôm qua thì chúng ta còn nói vẽ là coi như sang tới tận đây, thì hôm nay thì cái vùng này là coi như là bên Ukraine rồi. Hiện nay đang giao tranh rất dữ dội tại cái khu vực giữa này, chứ không phải khu vực này các bạn nha. Khu vực này nó cũng chỉ thế này thôi, chứ không có vào đây được. Hiện nay cái khu vực này khó.
thì đang giao tranh rất dữ dội chỗ này, nhưng mà có khả năng là Nga sẽ công vào trong 1 2 ngày tới. Nếu không 1 vài ngày tới thì cũng phải là tuần tới thì cũng phải công vào đây. Thì Nga có rất nhiều các loại TOS, những là bom Pháp, bom Viết, là coi như là rải khắp nơi đây để mà tiêu diệt. Cái cứ không vào thì cũng là cũng phải phải tiêu diệt như vậy. Thì chúng ta cái chỗ này là nó có một cái trang trại, nó có một cái rồi những cái nghĩa địa các thứ, thì khu vực này thì thực tế là Nga đang kiểm soát hoàn toàn. Cái vấn đề quan trọng là ở phía trên Babeda kia là Nga đang đánh xuống, tức là ép ép dần cái này, là nó gọi là xẹp lép luôn đấy các bạn nha. Thì cái này là cũng đang 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 trong quá trình đó. Tại khu vực Marinka thì ngay đây thôi. Ngay đây thì chúng ta biết là coi như cái khu vực này là Nga đã tấn công hết ra khu vực này rồi. Đấy. Và bắt đầu đang tấn công xuống Babeda. Có thể nói rằng là Nga đã, tức là lấy, hôm qua chúng ta nói rồi, lấy hết cả khu vực này rồi. Đấy là tất cả khu vực này thì chúng ta biết là đỏ hết rồi. Từ hôm qua là cái chỗ hồ thì tôi không vẽ. Đấy, ví dụ thế này. Đó là Nga đã lấy hết này rồi, thì chúng ta biết rằng là nó sẽ gây cái áp lực xuống chỗ Novomikhailovka ở phía dưới. Đấy. Đây, sẽ xuống Babeda. Đấy. Chúng ta thấy là tiến tới đây rồi các bạn này. Tiến tới đây rồi. Nó rất gần rồi. Còn cái từ Babeda lúc nãy chúng ta nói cái mũi tên mà từ trên áp lực xuống Novomikhailovka là phía dưới này. Đấy, nó là như vậy rồi. Thì cái tình hình nó đang phát triển rất thuận lợi, mà Nga hiện nay là Nga vẫn đang tiếp tục truy truy lên lên cái chỗ mà cái hồ Kurakhovka. Đấy, chúng ta nhớ là cái hồ phía trên đấy. Đấy, nó là như vậy. Đây chúng ta thì thấy xóa này đi. Đấy, chúng ta thấy là bây giờ chúng ta nói lại cái khu vực này. Đấy, nó là như vậy đây. Thì đây cái chỗ này chúng ta mới nói xong đã tiến xuống gần tới Babeda rồi, mà từ Babeda này tiếp tục tiến xuống dưới này. Đấy, tiếp tục xuống dưới này, tiếp tục lên cái chỗ hồ trên này. Đấy, nó là như vậy. Còn phía Nam cứ tiếp tục phía Nam, tiếp tục phía Đông ép vào. Thì cái Novomikhailovka các bạn thấy là nó chỗ này thực tế là Nga cũng đã chiếm được nhiều rồi, nhưng mà cũng còn đang tranh chấp các bạn nha. Thực tế là Nga đã kiểm soát ở hôm qua chúng ta thấy đấy. Đấy, có thể nói là nó hơi chéo chéo lên trên một tí. Đấy, nó như như vậy đấy. Đấy, kiểu như thế này này. Đấy. Đấy, nó cái kiểu như thế này. Đó, nó hơi chéo chéo lên như thế này. Thực tế là ở đây là Nga đã xuống dưới này rồi, chứ không phải như thế này này đâu. Đó. Còn trên này thì Nga đã xuống dưới này rồi. Đấy, lúc này chúng ta vẽ. Đấy. Đấy, cái chỗ này, hai bên hồ, hồ thứ nhất bây giờ đang tiến lên cái hồ thứ hai. Ở đấy nó có một cái đường đi qua. Nôm na là như vậy các bạn nha. Chúng ta đi lên cái khu vực phía trên, khu vực Adipka. Adipka hiện nay thì như chúng ta biết là cái chỗ Severnaya, hiện nay Nga là đang có 3 mũi đang tấn công qua. Bây giờ thay vì tấn công nơi này, bây giờ là tấn công qua đây. Tôi thấy là cái dài cái ngắn, cái dài cái ngắn. Tại vì cái chỗ này nó lồi lõm, cái chỗ mà khu vực mà nó gọi là gì đấy, tức là chính quyền đầu não đấy, là cái chỗ này nó lồi lõm. Thì cái khu vực chỗ mà Adipka hiện nay là Severnaya là có vẻ là ok nhất. Còn phía Nam thì chúng ta thấy là hôm qua vẫn đang rắc rối. Nhưng tất nhiên là cái khu vực này thì Nga cũng sẽ quản lý thôi, nhưng mà có cái là không hiểu tại sao là bây giờ là Nga đang dừng lại khu vực này. Còn riêng chỗ Berdichi và Stepova này thì Nga vẫn đang tiến triển theo các cái hướng như vậy thôi. Tôi thấy nó vẫn cái tình trạng này như vậy. Thì bây giờ là đang giao tranh ở phía tây của Stepova. Tôi thấy cũng giống hôm qua đến bây giờ là cũng vẫn như vậy. Tóm lại là cái khu vực Adipka này, nếu mà Nga tính theo con đường, tức là bây giờ nếu cái chỗ nào mà xương sầu, hoặc là chỗ nào mà hầm ngầm, chỗ nào kiên cố, chỗ nào công sự mà chắc chắn, thì theo tôi là Nga chắc là Nga sẽ tính cái đường bao vây, chứ không việc gì và đương đầu vào cái chỗ mà người ta gọi là kiên cố. Các bạn, người ta trong lô cốt, người ta là nhìn ra nó bắn nó khác với anh từ ngoài, anh bắn vào cái lô cốt. Tôi nói ví dụ như vậy thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái nó còn phức tạp hơn. Thì có những cái trận địa có lẽ là phải đánh bao vây, mà có những trận địa là đánh coi như là ráp mặt luôn, tức là đối diện là trực tiếp luôn, trực diện luôn. Nhưng có những cái là không nên trực diện, đặc biệt là cái khu vực này là chúng ta biết là Nga đã có thể nói là đã tiêu hao rất nhiều, tổn thất rất nhiều, mà tiếp tục lại cái bài cũ thì có lẽ là nó không hợp lý. Đấy, chúng ta nghĩ vậy thôi. Còn còn bài binh bố trận của Nga thì có thể về tổng thể thắng, nhưng mà không phải là tất cả những các cái chi tiết, những cái trận cụ thể mà thắng được đâu. Đấy, thì cần cần phải nghiên cứu, và
cái những người chiến sĩ trí thực địa và với bộ tổng tham mưu hoặc là đối với cái bộ phận tiền phương, nó phải có mối liên hệ chặt chẽ. Cái khác biệt của Nga là nó có cái dở của Nga luôn, nó là cái sự liên lạc nó không thống nhất. Tức là ông UAV và cái ông dưới này gọi pháo gọi lại không được. Tôi nói ví dụ thì thôi chứ còn có thua là nó khác gì nhau đâu, là nó sẽ là nó không có lợi. Nếu mà nó thông suốt tất cả đấy hoặc là áp chế điện tử tốt thì nó lại là khác. Hiện nay là bên Ukraine người ta nhận thấy cái điều đó của Nga đấy các bạn nhé. Người ta nhận thấy là coi như là cái liên lạc của các tuyến của Nga là nó không được tốt đâu. Tại khu vực phía nam của Bakhmut thì khu vực này chúng ta biết là phía dưới này thì Nga đang cố gắng tấn lên. Đấy, phía dưới này luôn đây này. Chúng ta thấy là Ozaryanovka, tức là dưới Kurumovka. Đấy. Thì chúng ta thấy cái khu vực này nó là có con kênh là lên tới là có Ivanovka, là lên tới Chasovka luôn. Thế thì bây giờ Nga ngoài cái việc mà đánh nhau trên đó rồi, bây giờ riêng cái khu vực này là bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu Nga đánh. Đánh đây có nghĩa là gì? Đánh đây có nghĩa là đánh phía bên phía tây của con kênh, hay nói cái khác là gọi là kênh đào đi. Đấy. Hoặc là gọi là con sông nhỏ, con mương cũng được. Mà hay nói cái khác là nó là một cái ranh giới là có thể nói là phòng thủ. Đấy. Cho nên là Nga bây giờ đang tấn công theo cái hướng phía tây của con kênh. Còn phía đông của con kênh, khi mà anh muốn vượt qua bên này để mà anh đánh thì rõ ràng vượt qua kênh khó. Chính vì thế cho nên Klitschko này hiện nay là Nga cũng đang bắt đầu đánh sang phía đông, lo phía trên Ivanovka, đồng thời là đánh các cái khu vực mà bên Ukraine người ta đang xoáy vào. Chúng ta biết là cái hồ đây là Ukraine đang xoáy vào, nhưng mà ngày hôm qua bắt đầu là rút chạy rồi các bạn nha. Nó rút chạy thì rõ ràng là lại ra qua con kênh. Thì con kênh thì cái phía bên Nga, phía bên đông thì là bên là của quân Ukraine, mà phía bên tây là phía của Ukraine kiểm soát thì nó lại người Nga. Thì bên này là tiếp tục truy sát nữa, thì chúng ta thấy là rõ ràng nó rất là tốt với khu vực này các bạn nhé. Đây, cái khu vực này là như vậy. Thế là bây giờ chúng ta lên cái khu vực phía trên này, chúng ta thấy là Ivanovka thì Nga cũng đang bắt đầu tiến vào đây. Thì chúng tôi làm này cũng nhanh nên tôi thấy là cái hôm nay bị hơi bị trễ rồi các bạn, cho nên là cố gắng bắn tắt cái chỗ này tí. Tức là cái hiện nay cái chỗ mà Bonovka đây là chúng ta cũng đang đánh rất là tốt rồi. Cái chỗ này thì bắt đầu là bên Ukraine người ta cũng có cái phản công cái chỗ khu vực này các bạn nha. Cái chỗ này, khu vực này có phản công. Thì chúng ta thấy là coi như là cái khu vực này tóm lại như thế này các bạn. Ở trên này ta vẫn đánh xuống, Kromove đánh xuống như vậy. Các cái chỗ này và đánh vào đường giữa và đánh vào cả phía dưới. Thì bây giờ nó không phải là đánh cái là được ngay đâu các bạn nha. Còn phía dưới kia của Klitschko cũng đang đánh lên. Thì nó là cái khu vực này là như vậy. Còn cái riêng cái khu vực này còn phải đỡ nữa. Tại bên này là không phải là cứ là đi một chiều đâu. Nó có phải là đi là coi như là anh đi một cái thẳng cái tới Chasovka đây đâu. Không phải đơn giản vậy. Nhưng mà tôi tóm lại cái chỗ này là như thế này. Đấy. Tôi vẽ luôn cái chỗ này. Đấy. Hiện nay là cái khu vực này. Sát đây á, là coi như là Nga rồi. Đấy. Rồi cái Bohanovka này thì Nga đã bọc qua ở đây. Tức là bỏ ra cái phần mà cái gọi là đây cái đồi đấy các bạn, cái đồi cao điểm cao, thì Nga đã lấy được cái bộ phận này các bạn nha. Để tôi cứ vẽ xuống cái đã. Thì cái chỗ này thì hôm qua là lấy được ra cái đường xanh này rồi, nhưng mà bây giờ là vào là bóp lại đây tí rồi đấy các bạn. Tức là cái ngã tư đây là hiện nay đang tranh chấp, cái ngã tư mà đường sắt với lại cái đường bộ đây đang tranh chấp. Đấy. Còn cái khu vực mà cái đường 506 này, 506 này thì là nó ok rồi. Thì chúng ta cứ vẽ là như thế này đây các bạn. Nó là như vậy đó. Thì chúng ta cứ tương đối này vậy thôi để chúng ta hình dung. Tức là hiện nay cái chỗ Bonovka này là đang bị bao vây khắp mọi nơi này. Đấy. Cái phía đầu đây là ta lấy được rồi nha các bạn nha. Đấy. Đấy, cái phía này là của Nga hết rồi. Đấy. Nga đang kiểm soát. Nó có lúc lồi lúc lõm các bạn nhé. Hôm qua còn vòng ra tới đây đấy các bạn. Hôm qua vòng ra tới đây nhưng mà hôm nay thì mất cái đoạn này rồi. Đấy, cái chỗ này là bây giờ đang tranh chấp chỗ này. Đấy, chỗ này là đang tranh chấp chứ không phải nó chạy đâu. Khi nào mà nó, nếu mà nó rút lui là coi như là đến trả rút ra. Cho nên cái quan trọng nhất của Nga hiện nay là phải lấy cho xong cái chỗ Ivanovka này đã. Đấy. Rồi lúc đấy là sẽ tập trung vào khu vực này. Khu vực này thì Nga đã kiểm soát rồi. À, tức là cái khu vực này, tức là nó không phải là kiểm soát, tức là mà Nga đã đặt chân đến rồi. Đấy, về kiểm soát về một số hỏa lực. Đấy, chứ còn cái toàn bộ thì không. Còn đây cái kênh đào đấy thì là chúng ta thấy nó là kênh đào nó đây qua đây. Là kênh đào cái chỗ lúc nãy ở giữa dưới đấy thì chúng ta nói là Nga đang cố gắng sang phía tây, còn cái bộ phận phía đông này thì khi mà đã được rồi là phía đông
thì lúc đấy là không phải đi là nó phá cầu các cái chỗ này cái là thành ra nó khó rồi. Đấy, cho nên là các cái này thì chúng ta không phải không không lo. Thì hiện nay có các cái cánh quân ở phía bên trái nữa của cái này kênh đào này. Thì bây giờ chúng ta thấy là càng ngày là Nga Nga đang bóp vào cái khu vực này, cái chỗ này đỏ này của Nga các bạn nha. Thì là Nga sẽ đánh cái khu vực Bôn Ca này là bằng ba hướng, là một thứ nhất là hướng đông bắc, thứ hai là hướng tây. Hướng tây là sẽ đánh nó vào chặt vào giữa cái này thì coi như là sẽ cắt đôi cái Budnovka. Chúng ta biết nó dài mà, nó dài nó giống như là cái các cái nhà phố mà nó cạnh một cái con đường ở giữa đấy, giống như cái đường Quang Trung ở Quảng Ngãi đấy ví dụ như các bạn, hoặc là tất cả các con đường lộ giữa xong tới là nhà ở hai bên thì cắt được ở giữa là coi như xong cả bên trái bên phải ở trên xuống đấy. Thì còn cái chỗ mà cái đường sắt này thì Nga cũng dễ đánh thôi, bởi vì nó đường sắt là nó thường thường nó hai chiều và nó là quang, rất là quang ở chỗ đường sắt. Và chúng ta thấy đây khu vực đây là toàn đồng bằng hết. Có các cái chỗ mà sương sẩu ấy, thì Nga bây giờ phải chiếm lĩnh được các cái điểm cao đó, thì còn cái đây là đất thì nó trông nó rộng vậy thôi chứ còn thực tế là chiếm rất là nhanh bởi vì nó là đồng bằng. Đấy, chiếm là các cái cao điểm cũng như là các cái làng xã là có thể là giải quyết xong cái khu vực này. Đấy. Bây giờ thì chúng ta lên cái khu vực trên này. Khu vực trên này thì nó cũng đang có một tí chuyện. Đấy, chúng ta thấy là nó đây là chỗ đây chúng ta mới nói đây cái khu vực này chỗ Siverd này. Đấy, thì hiện nay là Nga cũng đang coi như đang vận động rất là tốt các cái chỗ phi này, chỗ Viêm Nga cũng lên gần tới nơi rồi, còn chỗ Spirina các cái chỗ này thậm chí Ivanov Darovka các tất cả cái này hiện nay của Nga cũng đang vận động các bạn nhé. Tôi nó vẫn tắt cái tại vì nó dài rồi, cái thứ nhất cái thứ hai nó trễ giờ của các bạn rồi. Đấy thì hiện nay là cái chỗ này cũng đang tấn lên và có bắt đầu nó có những cái loang lổ về cái về mặt lãnh thổ rồi. Đấy, nhất là cái khu vực này. Đấy. Nói chung là Nga chiếm cũng rất là nhiều chỗ rồi các bạn nha. Bây giờ chúng ta đi lên phía trên này. Cái phía trên này ấy là đây chúng ta lấy cái mỏm này thì chúng ta sát vào đây, nó con sông 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 này sông lớn nó nằm đây, sông nhỏ nằm đây. Còn Terni đây thì chúng ta thấy là coi như là cái cầu này có một cái cầu là coi như Nga đã đánh trước đây rồi các bạn nha, cái cầu này này. Đấy, chỗ ta để đi. Thế thì bây giờ chúng ta sát vào chỗ này thì chúng ta thấy là hiện nay á là chúng ta thấy này. Đây này, hôm trước là ra tới đây thì bây giờ hôm nay ra tới đây rồi ra tới đây và bây giờ ra tới đây. Nhưng mà thực tế cái trên này nó cũng ra rồi các bạn nha. Đấy. Tôi thấy là cái từ cái chỗ này, cái đường mà thẳng mà cái chỗ hồi xưa đây ra cái mỏm này là từ đây. Từ đây mà ra tới đây thì bây giờ Nga đã chiếm được một nửa rồi. Đấy. Nó phải ra tới đây là chứ không phải là chỗ đấy đâu các bạn nha. Ra tới đây này. Đấy. Tức là cứ bồi dần ra đấy các bạn. Đấy. Tức là nó dày dần, dày dần, dày cơm dần. Đấy. Thì cái chỗ này là cái lực lượng của bên Ukraine nó cũng rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái thế này thì Nga sẽ đánh rất nhanh ra lấy cái Terni này. Đấy. Lấy xong cái chỗ này là có cái cầu lúc nãy chúng ta đã thấy rồi. Đấy. Chúng ta thấy rồi. Đấy là nó Terni đây. Thì là coi như là ít nhất là cũng phải lấy được cái phía bên này của cái sông này. Nó bị chia cắt rất nhiều các bạn nha. Thế còn cái sông lớn này thì nó sẽ liên quan đến Kupina phía trên đấy, phía trên này Kupiansk, bây giờ cũng không nhớ được địa danh nữa thì các bạn biết rồi. Rồi còn khu vực riêng cái khu vực Shinkoka này thì hôm qua là Nga đánh rất lớn, tàu tức là các cái xe tăng và bộ binh đang đánh rất lớn. Thì cái lúc đầu Nga đánh ấy thì là bị lui, tức là nó đang phục kích trong các tòa nhà đoạn kia, mà đến đợt thứ hai bắt đầu Nga đã bắt đầu chiếm lĩnh được các cái tòa nhà đầu tiên của Shinkoka trở lại rồi các bạn nha, bắt đầu đang chiếm rồi. Thì chúng ta xem video chúng ta thấy các cái xe tăng của Nga và bộ binh của Nga đang tiến đến các khu vực này. Đấy, thì có thể nói là rất là nhiều xe tăng, có thể nói là cũng hàng chục chiếc đấy đang tấn công cái khu vực này. Vậy thôi. Thì hiện nay chúng ta biết là bên Ukraine người ta đang cố gắng là người ta thay cái đạn pháo đó, hiện nay đang rất là khó khó kiếm và nó rất là đắt tiền, và có thể nói là thậm chí pháo chưa chắc đã bắn chính xác, nó có thể nó từ xa được, nhưng mà họ đang thay đổi bằng UAV. Thì nếu mà UAV là chúng ta thấy rất nguy hiểm, nó thứ nhất là nó an toàn và nó tiết kiệm được người, chứ một khẩu đội pháo có thể mấy người, chứ UAV nó chỉ cần một thôi mà nó biết chính xác ở đâu, nó có thể nó cảm tử ngay, nó có thể gọi pháo binh bắn vào, nó có thể gọi là tên lửa hoặc là máy bay là bắn vào các vị trí đó. Cho họ đang rất là quan tâm đến UAV về Nga. Nga thì hiện nay UAV chúng ta biết là đã có cái nhiệt áp, lựu đạn nhiệt áp vào là khi phóng xuống rất ok. Nhưng mà hiện nay là chúng ta nói ngay từ đầu cái vấn đề liên lạc của Nga này, nó đang có những cái vấn đề.
đang có vấn đề, và cái áp chế điện tử đang có vấn đề, Nga phải khắc phục cái điểm này. Thôi tôi cũng xin phép là chấm dứt ở đây, chứ không thể là đến đến các bạn nó sẽ là trễ mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúng ta tiếp tục chúng ta nói về vấn đề Phù Nam các bạn ha. Các bạn viết chính xác cái chữ đấy thì nó khi đánh Google nó mới ra, chứ còn chúng ta mà nói để chúng ta hiểu với nhau thì nó cũng là một phần thôi, mà chúng ta nói cho Campuchia hiểu, Trung Quốc hiểu, và thậm chí là chính phủ chúng ta cũng là cũng phải xem khẩn trương cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.